mỗi chúng ta trên hành trình sự nghiệp, ai cũng sẽ có một đích đến, một đỉnh vinh quang rạng rỡ cho riêng mình. Và để chạm đến đỉnh vinh quang ấy, ta biết bản thân sẽ phải trải qua một hành trình cam go, vượt lên trên những thử thách khó nhằn. Đó là lúc ta nhận ra ta cần tiếp thêm sức mạnh, mạnh mẽ vượt qua những chông gai, vững bước chinh phục trên con đường phía trước. Đầu tiên, chúng ta cần khởi động cho mình sự mạnh mẽ, động lực bằng việc hiểu những gì ta mong muốn, hiểu được mục tiêu chính bản thân mình. Ta sẽ cần có năng lực, một sức mạnh, trí thức quen thuộc tại New Epay. Ta sẽ không phải hoang mang, nghi ngại về con đường ta đã chọn. Bên cạnh đó, hãy không ngừng đánh thức cái tôi đầy nghị lực, trong trách nhiệm với cột mốc đã đặt ra. Đó là khi ta quên mình, tiếp tục cố gắng bằng tất cả sức lực để chạm đến một ngày mai thành công. Để chinh phục mình được quảng cáo vợt, khó khăn, thử thách, rào cản xuất hiện và chùn bước, nghi ngại về chính bản thân và hành trình thì lựa chọn khá bâng khuân, sợ hãi về con đường phía trước. Chính những thời khắc đó, người ta đã đủ quyết tâm, là sẽ được gặp những con người đặc biệt, nguyện ý trợ giúp ta vươn tới đỉnh thành công. Là tuyến trên, người thủ lĩnh soi đường dẫn lối, động viên ta trước mọi khó khăn. Là hệ thống kinh doanh New Epay luôn đồng hành chiến đấu. Là công ty New Epay, một hậu phương chiến lược không ngừng tưởng thưởng xứng đáng khi ta chinh phục được cột mốc thành công tất cả, tạo nên một trợ lực vững chắc, tiếp thêm cho ta một sức mạnh vô hạn để vững bước chạm đến thành công. Vậy, bất cứ khi nào chúng ta hoang mang, lo lắng trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang New Epay, hãy nhớ rằng chúng ta vẫn có một niềm tự hào mạnh mẽ, niềm tự hào về hệ thống New Epay luôn bên cạnh và giúp đỡ ta. Các bạn và tôi, chúng ta hãy cùng hô to, tự hào hệ thống New Epay để kích hoạt thêm niềm tự hào sâu thẳm này. Hãy cùng tôi hô thật to nào. Tự hào hệ thống New Epay. Tự hào hệ thống New Epay. Tự hào hệ thống New Epay. Mỗi chúng ta trên hành trình sự nghiệp, ai cũng sẽ có một đích đến, một đỉnh vinh quang rạng rỡ cho riêng mình. Và để chạm đến đỉnh vinh quang ấy, ta biết bản thân sẽ phải trải qua một hành trình cam go, vượt lên trên những thử thách khó nhằn. Đó là lúc ta nhận ra ta cần tiếp thêm sức mạnh, mạnh mẽ vượt qua những chông gai, vững bước chinh phục trên con đường phía trước. Đầu tiên, chúng ta cần khởi động cho mình sức mạnh từ động lực bằng việc hiểu những gì ta mong muốn, hiểu được mục tiêu chính bản thân mình. Ta sẽ cần có năng lực, một sức mạnh, trí thức quen thuộc tại New Epay. Ta sẽ không phải hoang mang, nghi ngại về con đường ta đã chọn. Bên cạnh đó, hãy không ngừng đánh thức cái tôi đầy nghị lực, sống trách nhiệm với cột mốc đã đặt ra.
chúng ta hãy cùng nhau tự hào hệ thống New Image.